Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trà Đá Công Nghệ. Nếu như mà từ cái thế hệ Redmi K20 lên chiếc Redmi K30 thì rất là nhiều bạn đã phải tranh cãi là liệu cái chiếc Redmi K30 có thật sự là một cái phiên bản cải tiến so với Redmi K20 hay không, khi mà về những thông số cấu hình này cũng như về tính năng các thứ thì nó thật sự là không nâng cấp quá là đáng kể so với cả chiếc Redmi K20, mà thậm chí người dùng lại còn phải đánh đổi rất là nhiều thứ, những cái yếu tố mà chiếc K20 đã làm rất là tốt, ví dụ như là một cái màn hình tràng viền không khiếm khuyết và một cái cảm biến vân tay phía bên trong màn hình. Tuy nhiên thì đến với cả cái chiếc Redmi K30 Pro, phiên bản Pro hơn của chiếc Redmi K30, thì theo mình có lẽ là người dùng chiếc Redmi K20 Pro đã có thể là yên tâm xuống tiền và nâng cấp lên cái chiếc Redmi K30 Pro này mà không cần thiết là phải đắn đo gì nữa rồi. Vậy thì là cái chiếc Redmi K30 Pro mới ra mắt của Xiaomi nó sẽ có những điểm gì đáng chú ý của nó? Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày sau đây nhé. Đầu tiên thì đi qua một chút về thiết kế đi, thì chắc chắn cái điểm mạnh ở đây đó chính là sản phẩm này nó giữ nguyên những cái điểm mạnh như ở trên cái chiếc Redmi K20 Pro, đó chính là một cái màn hình không khiếm khuyết đi kèm với một cảm biến camera thu thụt. Chúng ta sẽ có được một cái điểm khác biệt lớn nhất đó chính là về phần mặt lưng, khi mà ở đây mình sẽ có được một cái cụm camera tròn đặt rất là cân đối chính giữa đi kèm với chỉ dòng chữ logo Redmi phía bên dưới thôi, chứ không phải là dòng chữ Redmi Design by Xiaomi như ở trên chiếc Redmi K20 Pro. Và điều này thì nó sẽ giúp cho lại cái chiếc Redmi K30 Pro nó có được một cái tổng thể thiết kế mặt lưng nó rất là gọn gàng, nhìn sạch sẽ hơn rất nhiều. Cái phần cụm camera module thò thụt phía trước thì nó cũng sẽ có cái phần đèn LED xung quanh là có cái màu sắc tương ứng với cả màu sắc ở trên máy. Nó không giống như là ở trên thế Redmi K20 khi mà mình sẽ có được cái phiên bản màu trắng cũng như màu đen, thì nó lại có được cái phần đèn LED là màu đỏ, thì nó sẽ hơi kiểu lệch lệch một chút đúng nào. Sản phẩm này thì nó cũng sẽ có bao gồm đó chính là 4 phiên bản màu sắc, bao gồm đó là màu trắng này, màu xanh, màu xám cũng như là màu tím các bạn nhé. Quay trở lại với cái phần màn hình mặt phía trước thì mình sẽ có ở đây được một cái màn hình vẫn một cái thiết kế rất là phô viền đúng không nào, không hề khiếm khuyết một chút nào. Kích thước màn hình ở đây đạt được sẽ là 6,67 inch trên cái tấm nền đó chia Super AMOLED và độ phân giải nó vẫn sẽ chỉ là Full HD cộng mà thôi. Mình sẽ có chiếc màn hình này cũng sẽ được trang bị công nghệ HDR10+ để giúp cho chúng ta thể giải trí với những cái nội dung chuẩn HDR nó được thoải mái hơn. Màn hình của chiếc Redmi K30 Pro thì nó cũng sẽ có được cái tần số quét cảm ứng lên tới là 180Hz. Tuy nhiên thì cái tần số quét màn hình thì nó sẽ chỉ đạt được là 60Hz mà thôi. Và cái điểm này thì có lẽ là nhiều bạn đánh giá nó không phải là một cái điểm đáng giá đúng nào, khi mà cái chiếc Redmi K30 bản thường nó đã có được cái phiên bản với cái tần số quét màn hình lên tới 120Hz rồi. Tuy nhiên thì theo mình đây sẽ là một cái sự cắt giảm thích hợp mà thôi để có thể giữ cho cái chiếc Redmi K30 Pro này có được một cái mức giá nó hợp lý nhất có thể. Về cái sức mạnh phía bên trong thì chiếc smartphone này chắc chắn rồi, nó sẽ được trang bị bộ vi xử lý là Snapdragon 865 mới cũng nhà mạnh mẽ nhất từ nhà Qualcomm tính đến thời điểm hiện tại. Và chúng ta sẽ có được cái phiên bản thấp nhất bao gồm 6GB RAM và 128GB bổ trong, thì nó sẽ được trang bị chuẩn RAM là LPDDR4X và chuẩn bổ nhớ trong UFS 3.0. Trong khi đấy thì tất cả những phiên bản còn lại thì nó sẽ được trang bị chuẩn RAM là LPDDR5 cùng với cả UFS 3.1 mới cũng nhà mạnh mẽ nhất bây giờ. Về cảm biến camera sau thì chúng ta sẽ có phiên bản Redmi K30 Pro bản thường thì sẽ bao gồm một cảm biến chính đó chính là Sony IMX686 có độ phân giải lên tới 64MP và khẩu độ sẽ là f/1.9. Ngoài ra thì cảm biến này nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta chụp zoom quang học OIS. Mình sẽ có được cái cảm biến tiếp theo đó chính là một cảm biến 13MP khẩu độ f/2.2, thì đây sẽ là một cảm biến cấp rộng. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cảm biến 2MP giúp đo độ sâu trường ảnh và một cảm biến 5MP để giúp cho cái tính năng đó chia chụp macro. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản cao cấp hơn một chút đó chia chiếc Redmi K30 Pro Zoom, thì đối với chiếc smartphone này chúng ta vẫn sẽ có cảm biến chính 64MP tương tự như trên bản thường. Tuy nhiên thì cái cảm biến tiếp theo thì nó sẽ là một cảm biến tele vẫn độ phân giải là 64MP và cảm biến này thì nó sẽ có khả năng zoom quang 3x nhé. Cảm biến này thì nó cũng sẽ được hỗ trợ chống zoom quang học OIS cùng với cả cái cảm biến chính ở trên chiếc Redmi K30 Pro Zoom. Hai cảm biến cuối cùng ở trên chiếc K30 Pro Zoom thì vẫn sẽ bao gồm một cảm biến góc rộng 13MP và một cảm biến giúp đo độ sâu trường ảnh có độ phân giải là 2MP. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với viên pin, thì cũng sẽ có được một cái sự nâng cấp khá là đáng kể ở trên cái chiếc smartphone này, khi mà chúng ta sẽ có viên pin dung lượng lên tới là 4700mAh đi kèm khả năng sạc nhanh có dây đó chính là 33W. Và theo như nhà sản xuất công bố thì chúng ta sẽ có được cái thời gian sạc ở trên chiếc smartphone này sạc đầy 100% chỉ trong đó chỉ là 62 phút mà thôi. Cuối cùng là một cái đặc điểm nữa mà có lẽ nhiều bạn cũng rất là thích như ở trên chiếc Redmi K20 Pro so sánh với chiếc Xiaomi Mi 9, thì đó chính là cái chiếc Redmi K30 Pro này nó cũng sẽ được trang bị cổng cắm tai nghe 3.5mm. Và đây cũng sẽ là tiếp tục một cái điểm nữa mà chiếc flagship cao cấp nhất của nhà Xiaomi, chiếc Xiaomi Mi 10, không có được như ở trên cái sản phẩm giá rẻ này.
Cuối cùng thì về cái mức giá thì chiếc Redmi K30 Pro phiên bản thấp nhất bao gồm 6GB RAM và 128GB bổ trong sẽ có cái mức giá khởi điểm chỉ là 2.999 nhân dân tệ mà thôi, tương đương với khoảng đó chính là 9,2 triệu đồng. Chúng ta sẽ có cái phiên bản cao nhất bao gồm là 8GB RAM và 256GB bổ trong sẽ có mức giá đó chỉ là 3.699 nhân dân tệ, tương đương với khoảng đó chỉ là 12,1 triệu đồng. Ngoài ra thì đối với cả cái phiên bản Redmi K30 Pro Zoom, cái phiên bản thấp nhất bao gồm 8GB RAM và 128GB bổ trong sẽ có mức giá là 3.799 nhân dân tệ, tương đương với khoảng là 12,4 triệu đồng. Và chúng ta sẽ có phiên bản cao hơn bao gồm 8GB RAM và 256GB bổ trong sẽ có cái mức giá là 3.999 nhân dân tệ, tương đương với khoảng đó chính là 13,1 triệu đồng. Và với cái mức giá khởi điểm chỉ từ 9,2 triệu đồng thì rõ ràng chúng ta có được rồi. Cái chiếc Redmi K30 Pro phiên bản thấp nhất sẽ là cái chiếc smartphone chạy trên bộ vi xử lý Snapdragon 865 có mức giá rẻ nhất ở trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại. Và như vậy là mình đã tổng hợp cho các bạn những cái thông số cũng như là những cái đặc điểm thú vị ở trên cái chiếc Redmi K30 Pro cũng như là Redmi K30 Pro Zoom. Các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm này thì có thể để lại comment ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Và cũng đừng quên là để lại cho bọn mình một like này, một share cũng như là một sub để có thể là ủng hộ cho channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.